Đạo Phật ra đời nhằm giúp cho loài người thoát bốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết. Chứ không phải xây dựng cho con người chúng ta có một cái thế giới siêu hình ở một nơi nào đó, để khi chết chúng ta có cái linh hồn về nơi cõi đó. Cho nên Đạo Phật rất là thực tế, nhắm vào sự đau khổ của con người mà ra đời để chỉ cho chúng ta cách thức làm chủ được bốn sự đau khổ đó. Hôm nay thầy xin nhắc lại, khi Đức Phật đi tu thì lúc bây giờ có luật sư ngoại đạo, cho nên Đức Phật luôn theo pháp của ngoại đạo mà tu tập. Nhưng cuối cùng thì Đức Phật đã đạt đến cái pháp cao nhất của ngoại đạo, đó là nhập không phi tưởng phi tưởng xứ định. Nhưng thấy tâm mình vẫn còn tham sân si phiền não như thường, cho nên Đức Phật bỏ những cái pháp của ngoại đạo, rồi theo các vị sư tu khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh, như quý vị nhìn trước mắt của chúng ta thấy cái hình ảnh của Tổ Tuyết Sơn, tức là Đức Phật khổ hạnh đó, còn có xương với da không? Thế mà tìm lại thì 6 năm khổ hạnh cũng chẳng tìm thấy được sự giải thoát, mà càng thấy thêm khổ thêm. Là sau khi Đức Phật ăn quá ít cho nên không thể đứng dậy đi được. Vì vậy mà cái người Đức Phật đi không được mà lại nằm, mà thôi thốt. Cho nên cái người chăn dê mới dắt sữa cho Đức Phật uống, và Đức Phật tỉnh lại mới thấy rõ ràng là khổ hạnh không phải đem đến sự kết quả giải thoát cho bản thân của mình. Ngài bỏ, và đồng thời Ngài đi đến cái cội Bồ Đề. Từ đó Ngài tư duy suy nghĩ cách thức tu tập như thế nào để cho làm chủ được thân tâm của mình. Và cuối cùng Ngài tìm ra được cái phương pháp đầu tiên mà Ngài tu để được giải thoát, đó là tứ chánh cần. Tứ chánh cần có nghĩa là 4 cái pháp cần tu tập hàng ngày liên tục. Lúc nào cũng phải tu tập, không phải tu có thời có khắc. Do đó Ngài liên tục tu tập pháp tứ chánh cần, tức là pháp đó như thế này: ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Vậy thì ác pháp là cái gì? Ác pháp là những pháp làm cho mình khổ mà người khác khổ, đó là gọi ác pháp. Ví dụ như một người chửi mắng mình mà mình tức giận, mình chửi mắng lại họ, đó là ác pháp. Còn một người chửi mắng mình mà mình không giận hờn phiền não và khởi lòng thương yêu người đó, thì đó là không làm khổ mình, tức là thiện pháp. Và thiện pháp thì nó rất minh mông. Vậy thiện pháp nào mà Đức Phật sanh trưởng và tăng trưởng thiện pháp? Đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chứ không phải ngồi đây mà mình nghĩ đi làm việc từ thiện hoặc là giúp đỡ một người nào đó, nó cũng là thiện pháp. Nhưng thiện pháp đó là thiện pháp hữu lậu, chứ không phải thiện pháp vô lậu. Còn ở đây Đức Phật đi truy tìm cái pháp vô lậu, chứ không phải đi tìm cái thiện của hữu lậu. Cho nên cái thiện mà vô lậu là cái thiện tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Giờ ở trước mặt thầy, quý Phật tử ai cũng biết được cái trạng thái đó. Bây giờ chúng ta ngồi lặng lặng để chúng ta thấy cái tâm chúng ta không có một niệm nào hết, đó là tâm thanh thản. Và hiện giờ chúng ta đang ngồi trên ghế, chúng ta nghe thân chúng ta không đau nhức tê mỏi, thì đó là thân an lạc. Và hiện giờ tất cả mọi sự việc xung quanh chúng ta không làm cho tâm chúng ta động, tức là bất động. Vậy tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự hiện giờ ai cũng có. Nhưng cái thời gian để kéo dài được trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự này thì không được dài. Chúng ta có lắm thì chủng kỷ chẳng qua là 1 phút, chứ không thể từ 5-10 phút hoặc 1 giờ 2 giờ được. Do đó Đạo Phật cách thức muốn dạy chúng ta tu tập để chúng ta giữ gìn được cái tâm bất động đó. Vì tâm bất động đó là tâm vô lậu và tâm giải thoát hoàn toàn, không còn đau khổ. Bởi vì trong tâm đó chúng ta thấy rõ ràng là thanh thản, thì không có giận hờn phiền não, không có suy tư, không có tham muốn, đó là giải thoát. Còn thân chúng ta ngồi yên ổn, không có đau nhức chỗ nào cả, thì đó là an lạc. Cho nên đó là sự giải thoát, mà sự giải thoát đó gọi là, danh từ trong kinh điển của Phật gọi là vô lậu.
Vô lậu không có nghĩa là vô lậu có nghĩa là không còn đau khổ. Đau khổ đây nó có hai phần, phần tâm và phần thân. Thân đau nhức bệnh tật là đau khổ. Mà tâm phiền não giận hờn, lo lắng suy tư là đau khổ. Cho nên rõ ràng có hai phần rõ ràng, nhưng ở đây tâm vô lậu thì không có đau khổ. Vậy thì đạo Phật nhắm vào để giải quyết cho chúng ta thoát khỏi sự đau khổ của thân và tâm. Nó có phương pháp phản hồi. Cho nên muốn tu ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Bây giờ tâm chúng ta có phiền não, giận hờn, thì ngay đó chúng ta có phương pháp để ngăn và diệt chúng. Vậy ngăn diệt chúng bằng phương pháp nào? Đó là pháp như lý tác ý. Đức Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh và đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là gì? Lậu hoặc là những điều làm cho tâm chúng ta phiền não, làm cho thân chúng ta đau bệnh, đó là lậu hoặc. Mà có tác ý thì lậu hoặc sẽ không có, và đã có thì bị diệt. Vậy thì chúng ta hãy tin lời Đức Phật dạy, chúng ta làm có được không? Ví dụ như thân chúng ta đang bị bệnh đau, nhức đầu, thì chúng ta tác ý thọ là vô thường, cái đầu đau này không được ở trong thân ta nữa. Hãy đi đi, hãy theo hơi thở mà ra, rồi chúng ta hít thở một hơi thở, rồi chúng ta lại tác ý, cái đầu đau này phải theo hơi thở mà ra, rồi chúng ta lại hít vô và thở ra một hơi thở. Cứ yên ổn mà ngồi suốt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ mà tập luyện tác ý như vậy, thì cái khoảng thời gian chừng 5-10 phút hoặc 1 giờ thì cái đầu đau của chúng ta không còn nữa. Tức là phương pháp ngăn và diệt cái khổ đau đó. Cho nên Đức Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc không sanh sẽ không sanh và đã sanh thì bị diệt. Bây giờ nó đã sanh tức là cái đầu nhất là đã sanh, mà chúng ta tác ý bảo đi thì nó sẽ đi. Đó là cái phương pháp của Phật thật sự giúp cho con người làm chủ được bệnh, làm chủ được cái bệnh, tự mình đuổi cái bệnh ở trong thân của mình đi. Chứ không có nghĩa là nói chúng ta tu theo đạo Phật là thân chúng ta không bệnh. Có bệnh nhưng chúng ta đuổi nó ra khỏi thân chúng ta. Cho nên đem lại sự bình an chúng ta thật sự một sự thật, chứ không có một sự giả dối. Mà ở đây cái người mà làm được như vậy đó chính là Thầy đã làm được. Thật sự ra như Đức Phật ngày xưa Ngài đã làm được, Ngài đem lại, Ngài truyền dạy lại cho chúng ta. Thì cách đây lâu quá có nhiều người nói Đức Phật làm được, chứ còn thời chúng ta vật chất nhiều quá không thể làm được. Nhưng hiện giờ đâu phải con người, Thầy cũng con người cũng như quý Phật tử ngồi trước mặt Thầy, đâu có khác gì đâu. Nhưng mà Thầy làm được, Thầy cũng đuổi bệnh ở trong thân Thầy được, cho nên Thầy không có đi bệnh viện, không có đi bác sĩ. Nhưng những cái bệnh nặng mà trong thân của chúng ta thường xảy ra nặng, đó là do ảnh hưởng của tinh thần của chúng ta, hay lo lắng, hay buồn phiền, hay giận hờn, thì cái cơ thể chúng ta do đó mà bệnh tật nặng. Còn một người tâm hồn thanh thản, không giận hờn phiền não, thường thương yêu và tha thứ, thì cơ thể họ rất ít bệnh. Khi trở trò trái tiết thì họ chỉ bị nóng lạnh hay sốt nhẹ, rồi họ cũng sẽ đẩy lui rất dễ dàng. Và thậm chí như họ có những cái bệnh nặng như bản thân hoặc là những cái bệnh ung thư mà họ chuyên cần ôm chặt pháp như lý tác ý, vẫn phục hồi cơ thể họ rất mạnh khỏe, không còn đau ốm. Đó là cái phương pháp lợi ích rất lớn. Ví dụ bây giờ có một người nào nói nặng mình hoặc là mắng mình, làm cho tâm mình giận hờn, mình đang tức giận, thì mình vẫn có phương pháp Đức Phật dạy để chúng ta xả được, ngăn được cái tâm phiền não giận hờn của chúng ta rất dễ dàng nếu quý Phật tử chịu khó học tập. Như hiện giờ tâm Thầy đang giận một người nào đó thì Thầy chỉ cần câu tác ý quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Biết mình trong tâm mình có sân, cho nên mình quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra một hơi thở, rồi tác ý một câu kế, rồi hít vô thở ra một hơi thở. Chừng 5-3
Hơi thở như vậy thì tâm sân chúng ta thấy tan biến mất, không còn giận hờn nữa. Thậm chí như một người tu tập để cho tâm mình không còn sân nữa trước ác pháp, không ai nói mà mình động tâm được, thì mình nên dùng câu tác ý: quán đạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán đạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Hằng ngày chúng ta chưa có sân, chúng ta tu tập đoạn diệt tâm sân. Cho nên tập một thời gian, 1 tháng hoặc 2 tháng, sau khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, họ nói gì, chúng ta tâm như cục đất, không còn giận hờn. Đó là phương pháp của Phật. Nó làm cho chúng ta có một sức bình tĩnh, định tĩnh, cho nên không một ác pháp nào tác động vào thân chúng ta được. Đó là những phương pháp lợi ích thiết thực cho con người. Ai có tu tập thì đem lại lợi ích cho chính mình, mà ai không tu tập thì phải chịu lấy những sự khổ đau, bệnh tật, phiền não. Đó là pháp như thật. Cho nên khi Đức Phật tu chứng đạo, Đức Phật bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật mà dạy cho 5 người bạn của mình, tức là 5 neo kiều Trần Như đồng tu một lượt với Đức Phật, thì bài pháp đầu tiên Ngài đưa ra 4 cái sự thật, tức là 4 chân lý. Khổ, Đức Phật nói con người khổ, thì chắc ai cũng biết rằng con người khổ, không có người nào là không khổ. Để sanh ra làm người là khổ. Tại sao chúng ta lọt lòng mẹ, ở trong bụng mẹ cũng khổ, rồi lọt lòng mẹ cũng khổ, rồi được mẹ nuôi lớn khôn, trong khoảng thời gian được nuôi lớn khôn biết bao nhiêu sự khổ cực của mẹ, của đứa bé, rồi lớn khôn rồi, rồi lại khổ từ có gia đình, rồi khổ vì gia đình, rồi khổ vì sự sống hàng ngày, đủ thứ khổ cho đến khi chết, bệnh đau rồi mới chết. Tất cả những người này đều hoàn toàn khổ. Cho nên nói đời khổ là phải. Nhưng Đạo Phật không phải nói khổ để chúng ta bi quan yếm thế bỏ đời, mà Đạo Phật nói khổ để chúng ta tìm cách vượt khổ, chứ không phải trốn khổ. Cái mục đích của Đạo Phật nói khổ không để chúng ta thấy cuộc đời khổ quá, cho nên chúng ta đi tìm một cảnh giới khác không khổ. Điều đó không phải của Đạo Phật, mà chính của ngoại đạo. Chẳng hạn nào như chúng ta thấy đời khổ, rồi chúng ta tưởng tượng ra một cảnh giới cực lạc, để hàng ngày chúng ta niệm Phật để cầu trở về cõi cực lạc, đó là người trốn khổ, chứ không phải là người vượt khổ. Người vượt khổ là ngay trên cái khổ để làm chủ được cái khổ, mới gọi là người vượt khổ. Đó, đạo Phật là đạo vượt khổ, chứ không phải đạo cầu tha lực để cầu cho mình trở về một cõi trời, một cõi cực lạc Tây phương nào đó để trốn khổ. Không phải. Để dựng lại cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho con người, sống không làm khổ mình, khổ người. Đó là đạo Phật. Dạy con người biết sống như thế nào để không làm khổ mình, khổ người. Mà một người Phật tử khi bước chân vào đạo Phật đã thọ tam quy thì thọ ngũ giới. Ngũ giới tức là 5 cái giới luật của đạo Phật. 5 cái giới luật đó tức là 5 cái đức nhân bản của con người. Một con người của chúng ta sinh ra là một động vật, cho nên nó còn mang bản chất hung dữ. Khi giận dữ chúng ta có thể cầm dao giết người được, huống hồ là cầm dao giết con vật. Chúng ta thường thường đến chùa, chúng ta biết đảnh lễ Phật, nhưng chúng ta còn tâm ác, cầm dao cắt cổ gà, đập đầu cá, giết loài vật để ăn thịt chúng sanh. Sự sống của con người với sự sống của loài vật ngang nhau, có sự sống. Có bao giờ con gà muốn chết? Có bao giờ con cá muốn chết? Chúng đều muốn sống. Cũng như có bao giờ chúng ta đang sống mà chúng ta muốn chết bao giờ? Sự sống phải biết bình đẳng, phải biết thương nhau. Thế mà chúng ta không thương đâu. Con người còn dám giết con người, huống hồ là con người giết con vật để biến thành thực phẩm để cho mình ăn. Thì điều đó là hiện giờ chúng ta đã thấy. Và vì vậy mà chúng ta sống không thiện, cho nên thời tiết cũng sẽ không thiện. Bởi vì những hành động sống của chúng ta sẽ phóng ra những từ trường đó nó tạo ở trong cái không khí của chúng ta thành những cái không khí không trong lành.
Do đó cho nên lũ lụt bão tố phải đến với con người, không thể nào tránh khỏi. Nếu chúng ta sống toàn thiện, nơi đâu có thiện thì nơi đó có từ trường thiện, và từ trường thiện thì trong không gian chúng ta sẽ thành thiện, thì làm sao có lũ lụt bão tố. Cho nên tiếc gì chúng ta sống mà tự chúng ta giết chúng ta mà chúng ta không thấy. Hằng ngày biết bao nhiêu tiếng kêu la của loài động vật như heo, bò, gà, vịt, cá, tôm đang giãy giụa trên dao dưới thớt do bàn tay của con người đã viết, đã giết chúng. Chúng ta đến những lò sát sanh hiện giờ toàn là máy móc, hàng loạt heo, hàng loạt bò giết một cách rất ghê gớm. Chứ không phải như ngày xưa chúng ta đập đầu con bò rồi lần lượt 5-10 người giết một con vật rồi phân ra từng ký để bán cho mọi người đem về làm thực phẩm trước cái chết của loài vật, để chúng ta trở thành thực phẩm cho chúng ta nuôi mạng sống, để chúng ta thọ lấy những bệnh tật đau khổ. Vì tâm ác đó, vì nuôi mạng sống chúng ta bằng cái ác đó mà hiện giờ chúng ta đi đến các bệnh viện, hầu hết gần như không còn chỗ để chúng ta nằm. Sự thật đến bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng ta đã thấy, nhìn cảnh đó thì chúng ta biết tâm chúng ta còn ác hay là thiện. Tại sao Đạo Phật dạy chúng ta cách thức làm chủ bệnh? Tại sao Đạo Phật dạy chúng ta cách thức tâm không giận hờn phiền não? Tại sao Đạo Phật dạy chúng ta đời sống thiện, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả các loài vật? Thế sao chúng ta không tu tập, không tập luyện, không sống theo đạo đức nhân bản nhân quả đó để đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, cho muôn loài? Thật sự, chính chúng ta đã tự giết chúng ta khi chúng ta không theo đạo Phật. Mà theo đạo Phật lại là chúng ta bị vướng vào một cái sai lệch, là chúng ta lọt vào những tà giáo hoài đạo, xây dựng chúng ta có một cái sự hiểu biết rất lầm lạc, mê tín dị đoan. Đến chùa thì cầu cho chư Phật gia hộ, cầu cho Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn chúng ta, nhưng về nhà thì giết hại chúng sanh ăn thịt, về nhà thì bạo lực gia đình, đánh vợ đập con, thì tự hỏi còn gì nữa. Đó là chúng ta phải xét thấy được điều chúng ta làm ác mà cầu chư Phật gia hộ cho chúng ta được bình an mạnh giỏi, thì làm sao được quý Phật tử. Chúng ta biết thương mình thì hãy thương người khác, hãy thương người khác thì hãy biết tha thứ người khác. Tha thứ người khác tức là chúng ta tha thứ những lỗi lầm của chúng ta, để chúng ta sửa sai những lỗi lầm của chúng ta. Sanh ra làm người, ai không lỗi lầm? Một vị thánh đều là từ con người mà ra, chứ không phải vị thánh từ trên cõi nào mà về đấy cả. Một con người biết sửa những lỗi lầm là một vị thánh. Biết lỗi, sửa lỗi, làm người tốt. Cho nên ở đây Đạo Phật dạy chúng ta quá thực tế. Làm chủ bốn sự đau khổ, sanh, già, bệnh, chết. Sanh là đời sống của chúng ta. Hằng ngày chúng ta sống tâm hồn thanh thản, an lạc vô sự, không ai làm chúng ta buồn phiền đau khổ, đó là chúng ta đã làm chủ được cuộc sống. Thân chúng ta có bệnh thì chúng ta làm chủ được bệnh đẩy lui, đó là hạnh phúc cho chúng ta. Mà nếu một người sống tâm hồn thanh thản mà thân không bệnh đau thì người đó già khỏe khoắn, không bao giờ run rẩy yếu đuối lụm cụm, quên trước lẫn sau, trí óc vẫn sáng suốt. Như hôm nay thầy 80 mấy tuổi rồi, ngồi viết từng trang sách, vẫn đầu óc sáng suốt, không mờ mịt, không quên một điều gì cả. Như vậy đâu có nghĩa là con người chúng ta sinh ra để mà lẫn lộn sao? Do chúng ta tham đắm giận hờn phiền não đau khổ, bệnh tật trong thân chúng ta nhiều, cho nên đến khi chúng ta già yếu thì đầu óc chúng ta lẫn lộn, quên trước quên sau. Còn một người mà biết Phật Pháp tu hành như thầy thì đầu óc làm sao lẫn lộn? Giả lại, thầy muốn chết hồi nào chết dễ dàng, bởi vì thầy biết cách
Phật dạy chúng ta biết cách làm chủ sự sống chết. Thầy không đau mà chết, mà thầy muốn chết là thầy bảo thân này phải tịnh chỉ hơi thở, nhập vào tứ thiền. Thì lúc bây giờ thân của thầy sẽ ngưng hơi thở và tâm của thầy sẽ vào trạng thái của tứ thiền, một trạng thái an lạc vô cùng, không đau nhức, không khổ sở. Hơi thở thầy tịnh chỉ ngưng rồi mà thầy vẫn thấy an ổn vô cùng. Còn mấy con hơi thở mà sắp sửa ngưng thì mấy con vật vã người, mệt nhọc khổ sở vô cùng rồi mới chết. Mà chết thì không biết về đâu. Còn thầy thì biết rất rõ ràng. Nghĩa là hồi thầy sống, tâm thầy luôn thanh thản an lạc vô sự. Thì khi thầy chết, thầy sẽ về sự thanh thản an lạc vô sự đó. Còn mấy con sống thì mấy con tham muốn giận hờn phiền não đau khổ, lo lắng suy tư, thì chết mấy con cũng phải về chỗ lo lắng phiền não giận hờn suy tư, có phải không? Bởi vì tâm ở đâu thì sẽ về đó. Cho nên người, các con sẽ thấy một con người mà tâm còn phiền não giận hờn đau khổ thì những người xung quanh chúng ta cũng còn giận hờn phiền não đau khổ. Mà khi cái người mà tâm còn giận hờn phiền não đau khổ mà chết cái thân này đi thì cái trạng thái, cái nghiệp lực phiền não đau khổ đó nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ tiếp tục tái sanh làm một con người kế tiếp mấy con, quý Phật tử. Như vậy rõ ràng là mấy con còn có chỗ để tái sanh vì có sự tương ưng. Tâm mấy con còn giận hờn phiền não thì sẽ tương ưng với những người giận hờn phiền não để mà sanh làm người kế tiếp. Còn riêng thầy không còn giận hờn phiền não, cho nên khi thân thầy bỏ thì tâm thầy sẽ ở chỗ không giận hờn phiền não. Và những người xung quanh thầy có ai là những người không giận hờn phiền não? Chắc chắn là không có. Mà không có thì thầy có tái sanh được không? Không, không tương ưng làm sao tái sanh. Vậy thì thầy tái sanh đâu? Thì thầy sẽ trở về với những người mà đã có tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự như Phật. Vậy thì thầy trở về tâm của Phật chứ sao? Phải không? Nó tương ưng, rõ ràng, ở đây nó rõ ràng. Còn giận hờn phiền não thì phải còn đi tái sanh làm người. Mà hết giận hờn phiền não thì phải tái sanh cõi Phật chứ sao? Và tâm chúng ta cũng thanh thản, an lạc, vô sự. Thì cả bên ngoài cũng thanh thản, an lạc, vô sự. Và bên trong cũng thanh thản, an lạc, vô sự. Thì nơi đó có sanh ra được con người nữa không? Không. Vì sinh ra con người là phải có tâm tham, sân, si, giận hờn, phiền não mới tái sanh. Cho nên tu lợi ích rất lớn, quý vị. Tu lợi ích rất lớn. Biết đường mình về, biết chỗ mình ở. Còn không tu, mình sẽ biết mình cũng tiếp tục tái sanh luân hồi, làm người hoặc làm vật. Nếu chúng ta làm người mà lòng chúng ta ti tiện, nhỏ hẹp, ích kỷ, bọn sẻn, hung dữ, thì chúng ta sanh ra tương ưng với loài vật, sanh ra loài vật. Một người hung dữ, hung dữ, mấy con thấy hung dữ, thì người ấy sẽ sinh ra không làm người mà làm những loài cọp, beo, những loài thú vật dữ. Những người mà chúng ta hiền lành mà tâm vẫn còn tham sân si, vẫn còn tham sân si, vẫn còn ham muốn, chúng ta sẽ sanh ra làm con bò, con trâu mấy con. Nó hiền lành nhưng nó vẫn còn giận dữ chứ đâu phải không? Các con thấy chưa? Cho nên không chạy khỏi từ con người sanh ra con vật là sự tương ưng của tâm chúng ta. Từ con người sanh ra con người là phải sự tương ưng với con người. Nếu chúng ta sai phạm, làm những lỗi lầm, hằng ngày chúng ta giết trâu bò, chúng ta phải đền mạng trâu bò, thì lúc bây giờ do cái hành động giết hại đó, thì chúng ta phải sanh làm cái loài vật đó để cho người khác giết hại lại. Nhân nào quả nấy. Hành động làm ác thì chúng ta phải chịu. Một người thường đi bắt cá tôm, đâu tránh khỏi nghiệp thành cá tôm. Hành động giết hại đó đâu làm người được nữa. Đâu phải dễ. Nhân nào quả nấy, hành động giết hại. Hằng ngày chúng ta giết gà thì đâu tránh khỏi chúng ta làm gà vịt. Đâu tránh khỏi, nhân nào quả nấy. Cho nên chúng ta hãy sống năm giới đức của Phật.
đừng giết hại chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh, không nên tham lam trộm cắp, không nên tà dâm, không nên dòm ngự, không nên nói dối, không nên uống rượu chè say sưa. Tất cả năm cái giới luật này, năm cái đức hạnh này dạy chúng ta làm con người để được trở thành làm con người, tiếp tục mãi mãi là con người, không thành con vật. Đó, hôm nay những bài pháp mà Thầy nói, Đức Phật dạy, dạy để con người thực tự, thật sự là con người, thật sự là con người được giải thoát, thật sự là con người làm chủ sự sống chết của con người. Thầy đã làm được. Thầy muốn chết hồi nào chết, Thầy muốn sống hồi nào sống. Không có nghĩa đây là một nói dối được. Một sự thật, không thể nói dối. Thầy không ngồi thiền 5-7 ngày để biểu dương sức thiền định. Nhưng Thầy làm chủ được bệnh đau, Thầy làm chủ được thân Thầy, Thầy làm chủ tất cả những gì trong cuộc sống của Thầy. Ai chửi, ai mắng Thầy, không biết giận hờn một người nào cả. Đó là cái hiện thực mà Thầy đã chứng nghiệm qua bản thân của mình. Ai nói xấu, nói xa, nói gì Thầy, Thầy vẫn thản nhiên. Thầy thấy trên đời này không có gì xấu. Khi mà mình làm xấu mà mình che đậy mới là xấu. Còn mình không làm xấu thì ai nói gì mình cũng chẳng xấu. Bởi vì mình có làm đâu mà mình xấu. Cho nên nó là sự thật. Đối với Thầy, hoàn toàn sống bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết, bằng tri kiến hiểu biết của mình mà được giải thoát như vậy, chứ không có gì khác. Cho nên Đạo Phật gọi là tri kiến giải thoát. Những gì cần thông suốt phải thông suốt. Chúng ta thông suốt mênh mông, nhưng rốt cuộc rồi chúng ta giận hờn phiền não, thì cái thông suốt đó có lợi ích gì? Như một nhà bác học, như một người có học vị cao nhưng tâm vẫn còn phiền não đau khổ, vẫn còn sân giận tức giận. Còn một người mà thông suốt được tri kiến của Phật, hiểu biết được đạo đức nhân bản của Phật, thì người ấy không còn giận hờn phiền não. Thì đó là những cái học để giúp chúng ta được giải thoát, được đem lại sự bình an. Chính đó là những gì cần thông suốt, phải thông suốt. Nếu không thông suốt những điều này thì tâm chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên tiếc gì chúng ta chưa có mở được trường lớp để dạy sự thông suốt này. Ngày nào đó ở tu viện Chân Như có đủ duyên mở ra những trường lớp, ví dụ một tuần lễ có một ngày dạy mà thôi, ví dụ vậy, thì tất cả các Phật tử được về vừa ở tại quê hương này và các Phật tử ở các tỉnh khác, nơi khác đều đến đây. Ở đó có phân chia ra nhiều lớp, lớp cao có, lớp thấp có, lớp mới học có. Và mỗi tuần lễ có một ngày Chủ nhật để cho quý vị được nghỉ ngơi trong ngày đó, đến học tập đạo đức làm người. Và khi học như vậy trong suốt một năm thì chúng ta thấy tâm hồn của chúng ta đối đức trước các cảnh, chúng ta rất thản nhiên, không còn có chút tâm nào dao động, không còn có những hành động làm khổ mình, khổ người. Lời nói thì ôn tồn nhã nhặn, rất là ái ngửi, không còn có những hành động thô tháo làm cho người khác đau khổ. Đó là những lớp đạo đức mà sắp sửa tu viện Chân Như có dịp sẽ tổ chức và giúp cho mọi người.